Thế bà con có máy phát điện Kubota C70 nè, không có ý nè, là 3,1 kW, 3,5 á, máy rất là đẹp. Alo, nghe anh ơi, nói tin gì ta? Em đọc để nhắn tin cho. Rồi. Mét kim luôn rồi con, chạy gia đình mini là ok rồi. Gia đình này xài cái này vừa rồi con ơi. Kubota luôn, C70. Được bảo hành cho bà con 6 tháng. Motor ok ngon luôn. Quý nha, 220 kho chuẩn. 3,1 kW. 31 3,1 ký. 3,1 ký á. Này tôi chậm nha, cái demo này là tôi chậm là 1.500 vòng trên phút nè, 1.500 vòng trên phút tôi chậm 10 là ampe coi, 14 ampe cũng khá được. Đối với xài gia đình còn cái lạnh một cái bơm nước thường thường là xài cái này được bà con ơi, có mười mấy triệu thôi là xài ngon, mấy mới cũng thùng luôn, dây đĩa có 110 không quắn lại xài không đúng cháy đồ nữa. Còn mấy mới là cứ mua về là xài thôi, hư 20 chặt có bảo hành bảo hiểm đầy đủ, dây đĩa của Nhật thì chỉ có 110 thôi, còn mới là 220 bà con về xài luôn, ampe tần số 50 hạt đúng luôn, về cứ là xài thôi. Mấy mới xài ngon, đỡ dơ nhà cửa đó. Có chân rồi đẩy luôn rồi, kéo đi cũng nhẹ lắm, xài gia đình là ok à, rất là nhẹ nè. Nó này đặt trong đô thị hay là trong căn cư để chạy cũng được nè, nếu mà phát điện là xài cũng 4-5 nhà đốt đèn không, còn mà có máy lạnh thì xài 1 nhà là vừa. Cái này xài máy lạnh có 2 ngựa là vô tư bà con ơi, bơm nước có chừng 2 HP là vừa, bơm nước bơm motor là khoảng 2 ký, 1.5 kW á, 1.5 quát là vừa, tương đương với motor 2 ký là xài vừa, xài gia đình là ok luôn. Alo, xe máy anh nhau 6-7 con ngày hôm nay đúng rồi, anh ở đâu? Đi quốc lộ luôn, thẳng quốc lộ vô đây đầu tiên là gặp em á, lớn nhất Sóc Trăng à, tranh thủ ngày hôm nay nha, còn cái này nó vô vụ rồi bán không kịp luôn, có 5 cây gì nè, thì mới xuống đây thấy đâu 1.500. Đúng rồi, mấy nhà nhà đúng rồi, đây là dòng phát điện gia đình nha, 3.100 W và 3,1 ký á, tua là 220 V luôn, dòng điện 220 V luôn, ampe là 14 ampe, hạt là 50 hạt đúng tiêu chuẩn Việt Nam mình xài. Đây là 1.500 vòng trên phút và tôi chậm rồi con. Ê mà con ơi, gia đình xã này là gì ạ? Con nào có nhu cầu alo 0886356707.